Cách bạn tiết kiệm tiền thuế ở Canada nếu bạn làm việc tại nhà Nếu bạn làm việc hơn 50% thời gian ở nhà trong khoảng thời gian ít nhất là 4 tuần liên tiếp do các đợt đóng cửa vào năm 2020, 2021 hoặc 2022, bạn có thể đủ điều kiện để nhận được khoản khấu trừ thuế lên tới 500 đô la. Khoản khấu trừ thông qua yêu cầu thanh toán chi phí văn phòng tại nhà theo phương pháp tỷ lệ cố định tạm thời của Canada, trong đó đơn giản hóa yêu cầu thanh toán chi phí văn phòng tại nhà của bạn bao gồm không gian làm việc tại nhà, đồ dùng văn phòng và chi phí điện thoại. Phương pháp này có nghĩa là bạn không phải thực sự tính toán kích thước không gian làm việc của mình hoặc là giữ các tài liệu hỗ trợ và chủ lao động của bạn không phải hoàn thành và ký một số biểu mẫu thuế nhất định. Ai đủ điều kiện được nhận? Bạn đã phải làm việc tại nhà vào năm 2020, 2021 hoặc là 2022 do đại dịch. Nếu bạn không bắt buộc phải làm việc tại nhà nhưng chủ lao động của bạn cho phép bạn lựa chọn làm việc tại nhà, thì cơ quan thuế vụ CIA cũng sẽ coi bạn là đã làm việc tại nhà. Bạn đã làm việc hơn 50% thời gian tại nhà trong khoảng thời gian ít nhất là 4 tuần liên tiếp trong năm. Bạn chỉ yêu cầu chi phí văn phòng tại nhà và không yêu cầu bất kỳ chi phí việc làm nào khác trên mục 22.900. Chủ lao động của bạn đã không hoàn trả cho bạn tất cả các chi phí văn phòng tại nhà của bạn, ngay cả khi chủ lao động của bạn hoàn trả cho bạn một số chi phí văn phòng tại nhà. Bạn vẫn có thể sử dụng phương pháp này nếu bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện. Còn làm cách nào để gửi yêu cầu khoản tiền tín dụng này? Tiếp theo thì bạn phải tính tổng số ngày mà bạn đã làm việc ở nhà trong năm do đại dịch và nhân số đó lên 2 đô la mỗi ngày. Bạn cũng có thể yêu cầu thêm bất kỳ ngày nào mà bạn làm việc ở nhà trong năm do lệnh đóng cửa. Số tiền tối đa bạn đã có thể yêu cầu là 400 đô la mỗi cá nhân vào năm 2020, 500 đô la mỗi cá nhân vào năm 2021 và 2022. Hãy sử dụng lựa chọn một phương pháp tỷ lệ cố định tạm thời trên mẫu T777S để nhập các số tiền này và đính kèm nó vào tờ khai thuế thu nhập của bạn trong năm. Sau đó yêu cầu khấu trừ bằng cách nhập số tiền từ dòng 9939 trên mẫu T777S đến dòng 22900, chi phí việc làm khác trên tờ khai thuế thu nhập của bạn. Ngoài ra thì bạn cũng có thể xem hướng dẫn chi tiết về cách yêu cầu khấu trừ thông qua phương pháp tỷ giá cố định tạm thời trên trang web Canada.ca của Chính phủ Canada. Một tùy chọn khác là làm theo phương pháp chi tiết, Detailed Method, Phương pháp này cho phép bạn yêu cầu số tiền thực tế mà bạn đã thanh toán được hỗ trợ bởi các tài liệu. Bạn phải hoàn thành biểu mẫu tức là form T777S hoặc là biểu mẫu form T777 và nhận biểu mẫu tức là form T2200S hoặc là biểu mẫu T2200 đã hoàn thành và có chữ ký từ chủ lao động của bạn. Mặc dù phương pháp chi tiết có thể giúp khấu trừ thuế nhiều hơn, nhưng phương pháp này cần nhiều thời gian và công sức hơn để hoàn thành. Các yêu cầu đủ điều kiện cho phương pháp chi tiết là gì? Để yêu cầu chi phí thực tế bạn đã phải trả khi làm việc tại nhà thông qua phương pháp chi tiết thì bạn phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây. Bạn đã làm việc tại nhà vào năm 2020, 2021 hoặc là 2022 do đại dịch. Chủ lao động của bạn yêu cầu bạn làm việc tại nhà. Điều này không nhất thiết phải là một phần trong hợp đồng của bạn và có thể là một thỏa thuận bằng văn bản hoặc là bằng lời nói. Bạn được yêu cầu thanh toán các chi phí liên quan đến không gian làm việc trong nhà của bạn. Và một trong những điều kiện sau đây được áp dụng đó là không gian làm việc của bạn là nơi bạn làm việc chủ yếu hơn 50% thời gian trong khoảng thời gian ít nhất 4 tuần liên tiếp trong năm hoặc bạn chỉ sử dụng không gian làm việc của mình để kiếm thu nhập từ việc làm, bạn cũng phải sử dụng nó thường xuyên và liên tục để gặp gỡ khách hàng, đối tác hoặc là những người khác trong khi làm việc. Chi phí của bạn được sử dụng trực tiếp trong công việc của bạn, một trong những điều sau đây được áp dụng. Bạn có một bản sao của mẫu T2200S đã hoàn thành và có chữ ký, tuyên bố về điều kiện việc làm để làm việc tại nhà do Covid-19 từ chủ lao động của bạn, hoặc là bạn có một bản sao đầy đủ và có chữ ký của tờ form T2200, tuyên bố điều kiện làm việc từ chủ lao động của bạn.